Xin chào mừng cô chú, các anh chị và các bạn nhé. Chúng ta sẽ đến với khuôn khổ trận bán kết thứ hai giữa hai đội tuyển, đó là lớp 8C và lớp 9B. Đây là lớp 8C. Bây giờ thì hai đội trưởng đang tiến hành bốc thăm để chọn sân và chọn bóng. Sau khi bốc thăm thì lớp 9B chọn bảo vệ phần sân phía bên tay phải màn ảnh nhỏ các bạn, với trang phục áo trắng, quần xanh da trời. Lấy cái thùng nước của em đây. Và lớp 8C bảo vệ thủ thành phía bên tay trái màn ảnh nhỏ các bạn, với trang phục là áo đen kẻ trắng, hoa trắng và quần đen. Bây giờ thì chúng tôi quan sát là thời tiết trên sân lúc này là hơi hứng nắng, tương đối thuận lợi. Chào cô Linh. Rồi, lúc này thì trọng tài đã thổi còi bắt đầu trận thi đấu bóng đá bán kết thứ hai giữa hai đội tuyển là lớp 9B và lớp 8C. Đang có bóng số 26. Số 63. Rất căng, không được. Đá biên rồi lớp 9B. Không được. Và đá biên rất là căng của cầu thủ số 10 Văn Minh. Bây giờ là đá biên rồi lớp 8C. Số 22. Bóng đã đi ra ngoài đường biên dọc và đá biên rồi lớp 8C. Số 26 Việt Nguyễn đá biên. Tiếp tục đá biên ở lớp 8C. Phạt góc ở lớp 8C. Rất căng. Đá biên ở lớp 9B. Không được. Phạt góc ở lớp 9B. Đá biên ở lớp 9B. Tiếp tục đá biên ở lớp 9B.
lớp 8C được hướng qua đá phạt. Không được, phạt góc của lớp 8C. Không được. Mất bóng à? Số 22. Phạt góc của lớp 9B. Không được. Gia Huy. Số 10. Không được. Tá Bin ở lớp 9B. So với hai đội tuyển đó là lớp 9E và 8E vừa thi đấu xong thì lớp 8B và 8C đã có phần nào nhỉnh hơn.
bóng đã đi ra ngoài đường biên dọc. Đá biên ở lớp 9B. Số 11. Mất bóng rồi. Số 10 rất căng. Không đều. Cơ hội chậm mà pha. Số 11 của đội tuyển lớp 9B đã ghi bàn thắng mở tỷ số cho set trận thi đấu thứ nhất, hiệp thi đấu thứ nhất giữa lớp 9B và 8C. Tỷ số lúc này đang là 1-0, tạm nghiêng về lớp 9B. Bàn thắng được ghi ở phút thứ 11 của hiệp 1. Rất là bất ngờ. Đây. Có lẽ là sau khi mà bị dẫn trước một bàn thì lớp 8C sẽ thi đấu kỹ hơn. Thầy sang năm còn rồi đó thầy. Sang năm còn rồi đó thầy. Trời đe đẻ nữa. Vô kiếm chân lại nè. Không được. Phát bóng cho lớp 9B. Rất nhanh. Đá pin ở lớp 9B. Không được. Bóng đã đi hết đường biên ngang. Số 10 Gia Huy. Rất tốt. Số 22. Dữ ta. Đá biên cho lớp 9B. Mất bóng rồi. Hai đứa đây bạn ơi, hai đứa đây đây.
Mày giáp nó đẹp. Mất bóng à? Số 28. Không được. Phạm lỗi. Và bây giờ thì lớp 8C sẽ được hưởng quả đá phạt. Cự ly đá phạt lúc này thì rất là gần với thủ thành của lớp 9B. Góc sút rất rộng. Số 26 của lớp 8C đang đứng trước trái bóng. Không được. Chạy. Không được. Đá biên cho lớp 9B. Số 10. Lỗi đá biên. Số 10 Gia Huy. Cầu thủ số 11 của lớp 9B đã nhận một thẻ vàng với lỗi là bỏ bóng cản người. Bây giờ thì bộ phận chăm sóc y tế của lớp 8C đang chăm sóc cho cầu thủ. Trận đấu vẫn tiếp tục. Chín B. Số 26. Không được. Không được. Rất tiếc cho một cơ hội rất rõ để có bàn thắng của lớp 8C. Đá biên cho lớp 9B.
không được. Và lúc này thì trọng tài cũng thổi còi kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất cho hai đội tuyển lớp 9B và 8C. Khép lại hiệp 1 thì đội tuyển lớp 9B đang tạm dẫn trước với tỷ số là 1-0. Bây giờ chúng ta tạm nghỉ phút trước khi mà đến với trận bán kết thứ hai, hiệp thi đấu thứ hai giữa hai đội tuyển 9B và 9C. Cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn đã theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.